Tôi yêu Việt Nam. Mang đến bởi Honda Việt Nam. Vui giao thông. Tập 26. Huy hiệu này sẽ thuộc về ai? Giao thông chẳng có gì là khó. Chúng mình sẽ ngồi trên xe để mẹ chở sang đường luôn. Như thế, đội mình sẽ đến nhà máy nhanh nhất. Yeah! Bác ơi, có đường rẽ kìa. Sao mình không rẽ luôn ạ? Đó là biển báo cấm ô tô rẽ. Vì thế, mẹ phải đi tiếp đến khi được phép rẽ sang đường. Như thế mới là đúng luật đó các cậu. Xe đông thế này, bọn mình qua đường làm sao được? À, các cậu nhìn kìa. Kia là cầu vượt dành cho người đi bộ. Bọn mình đi qua đó sẽ an toàn. Tuyệt quá, thế thì bọn mình vẫn có thể đến đầu tiên. Ồ, đội của Bi kìa. Tớ cũng sẽ đi bằng cầu vượt. Xem đội nào nhanh hơn nào. Cậu lại vội vàng rồi Bi. Đừng quên là bọn mình phải đi từ tốn trên cầu vượt để tránh trượt ngã và an toàn qua đường. Ừ, bọn nói đúng đấy các cậu. Chúng mình cũng đến đích rồi. Chào các bạn nhỏ. Chúc mừng các cháu đã cùng thắng trong chặng đua truy tìm cờ hiệu. Vì các bạn cùng tìm ra địa điểm bí mật và đến đây nhanh như nhau, nên chú có thêm các câu hỏi phụ. Hãy xem đội xanh, đỏ hay vàng trả lời đúng nhé. Đây là câu hỏi dành cho đội đỏ. Khi đi trên xe buýt, chúng ta phải tuân thủ các quy tắc gì? Chúng ta phải giữ yên lặng, tránh làm ồn, nhường chỗ cho người già và trẻ em ạ. Rất chính xác. Đội vàng chú ý theo dõi câu hỏi của các bạn nhé. Cầu gì cao thế, còn có mái che để người đi bộ an toàn vượt qua? Thưa chú, đó là cầu vượt dành cho người đi bộ sang đường. Tuyệt vời. Và cuối cùng, mời đội xanh chuẩn bị trả lời nhé. Khi đi xe máy, ai phải đội mũ? Vì sao lại thế? Bé nói thử nghe. Dạ thưa chú, khi đi xe máy, tất cả mọi người trên xe đều phải đội mũ bảo hiểm ạ. Mũ bảo hiểm của chúng ta phải đạt chuẩn. Vì như thế mới đảm bảo an toàn và đúng luật ạ. Đúng rồi. Nếu ai cũng đúng, thì ai sẽ được phần thưởng hả các cậu? Vẫn có một lá cờ thôi. Chú ơi, cho chúng cháu câu hỏi gì khó hơn đi. Các cháu thật xuất sắc. Một câu hỏi khó sao? Được rồi, câu hỏi này bác dành cho cả ba đội. Hãy nghe rõ nhé. Ba ngày đôi mắt nghỉ ngơi, tối đêm sáng rõ mở to soi đường. Có đầu không miệng không tai, bốn chân vững chãi bánh tròn đầy hơi. Bánh này thôi là bánh gì mà tớ chưa được ăn bao giờ nhỉ? Có đầu mà không miệng không tai, lạ quá. Ôi, khó thật đấy. Xin thông báo, do không có đội nào trả lời được câu hỏi này, chúng tôi rất tiếc phải thu hồi phần thưởng. Hả? Đáp án của câu hỏi là chiếc ô tô. Đúng rồi, ô tô có đầu xe, có bốn bánh, thú vị quá. Thế là hôm nay chúng mình không có ai chiến thắng. Hôm nay các cháu đều đã chiến thắng, vì các cháu đã tìm ra địa điểm bí mật, đi đường an toàn, đúng luật, đó là điều quan trọng nhất. Bác và toàn thể trụ sở Vui Giao Thông thật sự rất vui khi chứng kiến những điều Bi, Bo và Ben đã học và làm được trong năm qua. Kết quả của ngày hôm nay còn khiến bác tự hào hơn nữa, bởi các bạn đã lan tỏa kiến thức của mình đến nhiều bạn nhỏ hơn, để ngày càng nhiều trẻ em Việt Nam hiểu biết về những quy tắc an toàn giao thông. Hôm nay, tất cả các cháu đều đã trở thành anh hùng. Yeah! Chúc các bạn tham gia giao thông an toàn. Nhớ nhé các bạn. Tham gia giao thông bao nhiêu luật lệ, giúp mình an toàn. Bạn ơi, đừng quên, ta bé hôm nay, mai này sẽ lớn, nên cần ghi nhớ quy định giao thông. Hết
Việt Nam, nỗ lực hết mình vì sự an toàn của bạn.